Chào các bạn, hôm nay hãy cùng Tuyết Cập Cạp là món tàu hũ Singapore làm từ thạch rau câu nhưng vẫn thơm ngon, mềm mịn, núm nính và thanh mát. Thì món này Tuyết vô tình ăn được trong một cái đám cưới và rất là thích. Thì hôm nay cùng Tuyết Cập Cạp làm nha. Đầu tiên thì Tuyết có 200g hạt đậu nành. Sau đó sẽ ngâm trong nước nóng khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Nếu mình ngâm nước nguội thì mình có thể ngâm qua đêm. Sau đó vo sạch, bóc cái vỏ lũa bên ngoài ra. Cái phần nhân bên trong mình xay cùng với lại 800ml nước lạnh. Mình xay đến khi mà cái hạt á nó mịn ra như vậy luôn là đạt rồi nè. Tại mình xay càng kỹ á thì cái sữa của mình sẽ béo thơm hơn. Mình lọc hai lần qua cái túi lọc nè. Rồi lặp lại thêm lần thứ hai. Mục đích lọc kỹ như vậy á là để cái phần tàu hũ của mình á, sau khi thành phẩm nó sẽ không có bị lợn cợn và rất là mịn nha. Rồi mình lấy toàn bộ cái phần nước đậu nành á nấu trên bếp. Mình lưu ý là nấu lửa vừa thôi, đừng nấu lửa lớn quá. Rồi khi mà sữa mà nó gần sôi á, mình thêm vào một bịch sữa tươi không đường và 100g đường cát trắng. Nếu mà mình thích ăn béo thì mình có thể cho thêm một ít whipping cream vào. Nhưng mà do Tuyết sử dụng sữa đậu nành nguyên chất nên là nó đã có độ béo sẵn rồi á, Tuyết không cần thêm whipping cream nữa. Rồi mình chuẩn bị một phần nữa, đó là cái phần 5g rau câu dẻo á, mình sẽ ngâm trong 400ml nước. Rồi mình đổ thêm 230g nước dừa tươi vào. Mình nấu trên bếp. Thêm vào 50g đường. Mình nấu khoảng tầm 10 đến 15 phút á để rau câu nó tan hoàn toàn á thì mình sẽ đổ trộn trung vào cái nồi sữa đậu nành của mình luôn. Mình lọc thêm một lần nữa qua rây á để cái tàu hũ của mình sẽ thiệt là mịn. Giờ mình bắt đầu mình sẽ chế qua hũ nha. Lưu ý á là mới nãy mình đổ cái phần rau câu trộn chung với phần sữa đậu nành á, mình nấu trên bếp thêm khoảng tầm 5 phút nữa để cho cái hỗn hợp của mình nó hòa lẫn với nhau, nó không có bị tách lớp ra. Mình đổ xong mình để cho cái phần tàu hũ Singapore này là thiệt là nguội rồi mình mới bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Trong lúc chờ đợi mình sẽ làm cái phần nước cốt dừa ở trên. Ở đây tôi có 50ml nước cốt dừa nè. Thêm vào đó 200ml nước lọc. Đường. Một gam muối để mình dằn lại cái hậu vị. Thêm vào đó một ít lá dứa để cho thiệt là thơm. Mình có một ít bột năng á, mình sẽ pha với nước. Khuấy tan rồi mình mới đổ vào nước cốt nha. Mình lưu ý cái nước cốt mình nấu trên lửa nhỏ và nấu không để sôi bùng. Chỉ mà nó gần sôi á thì mình bỏ bột năng vào, mình khuấy và mình tắt bếp liền luôn. Vì khi mà để sôi bùng á thì nước cốt dừa sẽ bị tách lớp. Nên mình lưu ý chỗ này giùm tí nha. Mình đổ bột năng vào mình quậy liền luôn. Mình đừng có để lâu, tại vì để lâu nó sẽ bị vón cục á. Đó, nấu lên mà nó sệt sệt như vậy là được rồi nè. Rồi mình trang lên bề mặt của cái chén cái hũ tàu hũ.
mình xong cái bước đó là xong rồi á, mình đậy nắp lại và mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thôi, khi nào ăn thì mình lấy ra ăn thôi. Giờ tôi úp thử mấy hũ ra nha. Đây này, úp thử 3 hũ ra. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Giờ tôi sắn thử cho cả nhà xem nha. Nó không có bị cứng đâu, nó vẫn mềm mịn, vẫn núng nính, ăn rất là thanh mát luôn. Với các định lượng này á, tôi tự tin á là khi mà nấu nó sẽ vừa, không bị quá ngọt và cũng không bị quá béo, ăn không có bị ngán á. Cả nhà làm thử nha. Giá cốt thì rất là rẻ luôn. Chúc cả nhà làm thành công nha.